Sau 3 ngày làm việc, chiều nay ngày 17 tháng 12, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và tiến hành bế mạc. Sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có tờ trình đề nghị, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Lê Văn Trung, Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, và ông Nguyễn Hà Bắc, Nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, được điều động bổ nhiệm giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Sau khi có tờ trình giới thiệu bằng hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Hà Nam. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trình kỳ họp, gồm quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng Nhân dân thành phố và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua 21 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 7.880,731 tỷ đồng, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả giai đoạn 2021-2025 khoảng 108,4 nghìn tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 là 19.635,7 tỷ đồng. Thông qua 3 nghị quyết thuộc lĩnh vực đô thị, trong số 11 nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội và pháp chế được thông qua tại kỳ họp lần này, có các nghị quyết đáng chú ý như nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, nghị quyết về việc xây dựng chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2022-2025, kế hoạch biên chế công chức năm 2022. Kỳ họp cũng đã thảo luận dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phấn đấu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn GDP tăng 6-7% so với năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố đến cuối năm giảm còn 3%. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc hết sức khẩn trương và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung và chương trình đã đề ra. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 155 báo cáo, 40 nghị quyết riêng trên các lĩnh vực với sự thống nhất cao. Để bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện, trong đó lưu ý tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại phiên khai mạc của kỳ họp. Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, để hướng đến năm 2022 với nhiều khởi sắc, tạo sức bật cho thành phố trong những năm tiếp theo và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, tìm các nguồn lực, động lực mới cho sự phát triển của thành phố, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Bên cạnh việc giải quyết 41 vấn đề còn tồn đọng tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng và 151 ý kiến kiến nghị của cử tri còn tồn đọng trong nhiệm kỳ 2016-2021 như đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các địa phương cần sớm rà soát, khắc phục những vấn đề cử tri quan tâm bức xúc như là công tác rà soát quy hoạch dự án treo, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, việc khớp nối bàn giao các dự án, tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, nuôi cá lồng bè, vấn đề xử lý rác thải, xử lý nước thải, vấn đề thiếu bãi đỗ xe, ùn tắc giao thông cục bộ, việc chậm triển khai các dự án khắc phục các điểm nóng ô nhiễm môi trường ngập úng, việc di dời giải tỏa các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước, vấn đề chuyển đổi ngành nghề cho người lao động. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 diễn ra trong thời gian chỉ còn ít ngày nữa, thành phố sẽ kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển của thành phố. Vì vậy, cả hệ thống chính trị, nhân dân cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng phát huy những tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố.